Xin chào các bạn đến với channel TNT. Hôm nay mình sẽ làm một cái review về sản phẩm là Liberty Plus của Zolo Anchor. Một cái sản phẩm tai phone, earphone không dây. Đó, chất lượng rất là hay. Các bạn thấy mở hộp ra thì các bạn thấy là có hai cái tai phone không dây và một hộp sạc. Hộp sạc thì nó làm bằng kim loại rất nặng và chắc tay. Các bạn thấy tay mình cầm rất là chắc. Đó, thì ở trong nó có là 500. Khi các bạn bỏ tai phone vô thì nó hít. Các bạn chỉ cần bỏ đúng cái của nó là nó hít. Các bạn thấy nó sáng đèn là nó đang sạc. Các bạn đóng hộp lại thì nó, các bạn thấy thời lượng cái pin mà cái hộp sạc này đang có. Thì cái hộp sạc này có thể xài sạc cái tai phone lên đến 24 tiếng. Trong khi đó cái tai phone thì có các bạn có thể xài từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng rưỡi tùy theo cái mức độ các bạn xài. Trên hộp thì nó có ghi là Bluetooth, nhưng mà thiệt ra là cái này là Bluetooth 5.0. Có nghĩa là khi các bạn dùng cái này xem video, các bạn dùng tai phone này xem video, xem phim trên điện thoại thì cái âm thanh và hình ảnh nó đi chung với nhau, không giống như nhiều sản phẩm khác. Hình ảnh đi trước và âm thanh đi sau. Cái này thì không có. Cái này, cái delay nó cỡ chừng nửa giây, chứ không có nhiều. Các bạn coi gần như là đi chung với nhau luôn. Trong hộp thì nó có vậy thôi. Hai cái này. Nó có một cái bộ. Các bạn có thể thấy ở đây. Cái bộ các bạn có thể đổi. Cái này là cho vành tai và cái này cho lỗ tai. Thiệt ra không phải chỉ lỗ tai thì nó có đến 5 bộ lận, 5 cặp. Tùy theo các bạn có tai nhỏ, tai lớn thì các bạn có thể thay đổi theo cái tai của các bạn. Đó, có 5 cặp lận chứ không phải là 3 cặp hay là 2 cặp đâu. 5 cặp lận tùy theo lớn nhỏ của các bạn. Này mình nghĩ là lớn nhất, cái này là nhỏ nhất, mấy cái này là trung bình. Cái này là vành tai. Các bạn thấy ở đây, nó có một cái khuôn tròn này. Nó có thể bám vào vành tai của các bạn. Khi các bạn chạy bộ, nó sẽ không rớt ra. Đó, còn cái này là cho lỗ tai. Cái này là cho đồ sạc, cái lỗ này cho đồ sạc. Ok. Bạn có thể đổi nó, trong cái tai phone đã có một cái rồi. Có một cặp rồi, còn cái này là để cho thêm 3 cặp thêm nữa. Đó. Thì để sạc cái hộp sạc thì các bạn có thể dùng một cái micro USB. Nó có cho sẵn màu vàng. Micro USB bình thường thôi. Các bạn có thể dùng dây của mình hoặc dùng dây của nó tùy các bạn. Trong hộp thì nó có hướng dẫn sử dụng và những cái mà các bạn có thể coi để tìm hiểu thêm về cái tai phone hoặc là hãng Zolo. Các bạn có thể coi như là các bạn không thích nó, các bạn có thể gọi Zolo và nói complain. Đó. Đây nó cho tất cả các bạn các contact information của hãng này và hướng dẫn sử dụng. Cái này là safety information. Để các bạn có thể sử dụng tai phone không dây, các bạn phải pair nó bằng cách mở hộp sạc, lấy tai phone ra, các bạn vô Bluetooth Connect. Sau khi đó, lần thứ hai các bạn xài, các bạn chỉ cần mở hộp ra trên điện thoại, bạn mở Bluetooth, các bạn lấy tai phone ra là có thể xài rồi, như trong video. Cảm ơn các bạn đã xem video của TNT. Nếu các bạn thích, nhớ comment, like và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.